cúng nhỏ một, còn một người còn lại cùng hắn đi vào bếp. Khi vào bếp, hắn bảo một người nhân cà chua ra chỉ để lại một chút để ươm mầm, xong đem ươm vào mình trong nước lớn để bỏ chút muối, sau đó rửa sạch đoạn bộ nhà chúa vệ nhân vô dụng ngọn lửa mười sáu cái giọt lâu xong thì ra bất thập là nhiệm vụ ươm cà chua, xong bỏ sau khi bỏ hóa cho rất nhiều ươm cà chua rồi bắt đầu nấu với bộ mùa thu vẫn bị kẹt ở trong nhiệm vụ vụ quả chín. Người thu đã làm việc chăm chỉ trong không gian được đủ chạy đi như thế có thể còn ra sử dụng gì nữa đồ chất và mặt thân được thể quyền đầu ra một tay vô sản nhưng mà chuyện này đang áp sát mình cũng chi việc vẫn đang luôn cũng đã vừa hơn đi rồi tránh mà còn bắt lấy tay của người đàn ông trung niên liên nổi chúng tôi cần thử xem ông ta liệt vẫn nhìn Bạch Diệp Phi bảo hai đứa nhà quê kia nhìn đi nhìn trường cả mắt người phụ nữ gật đầu nói về vẻ có nền đúng đấy chỗ này của các cô sau loại người nào cũng đều vào được vậy nhân viên bán hàng vẻ mặt ngại ngùng quay người lại và nói khéo với Bạch Diệp Phi chú Húc Nhi hai anh chị xin đừng làm phiền người khác đứng cười vang không chút kinh rẻ của người đang yêu làm thua có chịu không ta có vẻ là cảm giác xấu hổ cả dù rằng tôi đã luyện tập khi đi cho lần thi bằng lái được 10 như họ vẫn bảo là lần đầu tiên nó nhất đứng 10 chúng ta tốt cậu thi bằng lái 9 lần làm trượt hạ đi sinh viên của tôi lấy từ mình 7 25 như một con lửa trong sách căn chủ cũ của đại đó tưởng tự nhiên hồi mà nước hồi mà dân an tỉnh xây dựng đến nước chọn mai viết nếu còn quay được nhiều anh em đến lúc thật với nhất để sau lên để thông thôn làm như ông nhớ chủ chủ của ông chủ của ông phụ nữ xã thanh mai cùng nhìn nhau để đỡ tiếp tục đưa vào thư phòng và nói cho chị và nghiên cứu đi tới vài trăm năm sau khi Lilinana, Lilinana trở lại nền văn minh của loài người lần nữa, cô đã nghĩ sâu. Không, chưa có văn được. Bạn phải đi văn được, văn được mà. Đây lại về chưa? Ở đây văn văn được. Vừa nghe chị không biết. Không phải đi cứu lâu lắm rồi. Và đó ơi, rồi cô đã tôn được sự hạn đã thành chỉ bằng vô chi nhật phong lên trong các vụ của ma thuật có khả năng ba sáng tới lòng ngàn gia đình ta chết là lười biếng lúc con dâu nguyên cháo và những con trai của chị cô lười biếng và ta còn nhiều người sử dụng nữa nhà hàng những chương trình giờ đây đã số cơ khí và sự thái hóa sản xuất với nhanh mạnh mẽ và ra ngoài ấn tượng nhé những cải tiến này thứ mà con người gọi là công nghệ đã thay đổi hoàn toàn Viviana nhìn thế giới cháu là một sự thay đổi lý tưởng cho Viviana cô áo tham gia cuộc phát triển mới nhưng ngay cả theo một chủ cũng chẳng biết đến bác như Viviana cũng phải cần hàng chục thậm chí hàng trăm năm để có thể được trí thức này như vậy tưởng chừng là sẽ bị nguyên vân sử dụng sư tỷ thời gian và một cô ngồi chết không nhưng không nhưng vân sư tỷ cũng không có chỗ ngồi của nhà vương gia khác vốn trước kia là một vườn hoa tươi xinh đẹp nay đã thành không quay trước kia được không đi ra đi vân quay trước kia đi ra bắt tay ngồi tám mà lại cho bạn quay gói cái mùa cho bạn lại lên với bốn đường này biết là máy nó phải theo chuẩn bị đến tháo được như thế mà làm gì dùng tốc tất cả những cái này kinh hoàng của mình về vị phu nhân lại thân thiện chắc chắn không phải không ngừng chỉ có vị thất tiểu thư và một vài người khác còn giữ được một chút bình tĩnh lực lượng của viên áo đen ở chỗ này thì đông hơn khoảng 30 tên bọn chúng vây kín
ba mặt dồn nắm người dư ra vào bên trong thạch viện. Chương tiếp theo, hay là chúng ta chứng lương hay đó, như vậy chúng ta có thể nghe dây chính ngôn quân được các lương nam tinh cho các linh chúa các tỷ lệ nắm được cơ thể nhận ra và linh ta có thể nghe người rất đẹp trai đấy dùng đường này cử nghe đúng ngu được lời này là lọc giác kim hai nghiệp khỏi vật người cho này thực sự là rất nam nói đùa đưa họ ra sẽ bị biết là sao ta cũng bị hoàng gia vô tình nói là chúng ta đi ngang qua đây muốn định vào trong cốc tạm nánh không nghĩ tới lại đánh nhiễu tiểu huynh đệ vậy. Tiếp tục câu chuyện. Chương tiếp theo. Sai ký, sai ký, chương số quân tần tập. Chỉ có những quân nhân vừa thiết huyết thân có bị cống giá biết ở chiến chém giết từ trong khi chân hết hải cũng ngon ra sao rất rõ khí thế sắc bén với lúc này vừa như mũi nhọn của quân cái giá nhất tuyệt thế cho dù khi chẳng có bị đánh nhưng nó hạ đối với công quỷ tất cả quân quỷ mà lại tản ra hào coi như trung bình hai quân tới dọn người chỉ có điều thanh chiếm tuyệt thế sao cái này bây giờ lại trang trang đổ mình trong ba nơi này mười một năm bảy một năm bảy hai năm thứ duy nhất chẳng có sự tự do và áp lực nhiều dài đường hà hồ học sinh như trà sinh lẽ giận nhiều khó khăn chính vì làm được chắc trao cuối cùng Turen đã bắt chân ở nhà với ngôi đền bằng nhân vật của bằng chính thân vị để bây giờ có thể làm việc công việc của mình làm thế nào gọi có đi đâu giáo viên trước những cặp bằng cho bạn của cháu anh bằng cách giải đã chứng minh rằng chàng không chỉ có mạnh mẽ thừa cây bản lĩnh của Alexander là một cường gia chỉ trong lan mà ngô đề đã chọn sau đó dưới sự hướng dẫn của Illumia Turen đã thành công trở thành một vị vua sống chết in sau điều trước tiếp theo vừa dắt nhiệt tình ra gửi chỉ sang cho tôi vâng thưa lan chủ lăng thứ năm rồi hài lòng tắt điện thoại chỉ đi vui người người đi vui cười nó không trông ra sao rồi tháng này đồ rất là vui gọi xong nhưng tôi theo dõi về đây gần như vậy thoát ra ngoài cho nên tôi rất không may về đi trong vòng hành phong hôm nay được cô nương bắt được tận tay ra từ dục của anh rồi sự của ta từ sao đấy hả đi chứ hả nhưng cũng không phải nhìn thấy tôi Quay đây. Dạ. Đó. Ok.
cô vợ nóng bỏng tổng đàn nhịn chút thôi. Nhưng lời của anh là sự kiện được người mãn của kỳ tí đi. Cô Sơn ca, cô nói xem có phải quá dễ dùng nghe điện. Nó tình của nó là sắp được đúng rồi. À, bạn cần nói ta đối xử với cậu như thế nào mà cậu còn không nghe hôn với anh ta đi. Chả lẽ cậu thật sự định danh dơ với anh ta từ cuối cùng với anh ta sao? Đã ký toàn bộ tuổi xuân tươi đẹp của mình trên người một đại. Một tên là một cái kiểu trên sách nhắm nghiền hai mắt vô cùng đau khổ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Năm đó anh không chỉ bị trọng thương mà còn bị trúng độc, dẫn đến việc có lúc vào buổi tối tinh thần anh không được ngủ mất, suy nghĩ hỗn loạn. Như cô nào thẻ phun thì mà nó không phải nữa thì anh em ắt thể khác còn xóa thể đấy đi thì lần sau mới ăn được, có thể đấy vào cũng ăn được đúng không? Không xóa đi là không ăn được. Mặc định là tôi cũng như tôi đảm bảo anh em tất cả trong thời điểm chỉ để một con thẻ duy nhất, khi con ắt thể khác vào thì mình xóa con thẻ kia đi. Tôi để những trường hợp mà nó nhầm vào muốn đấy không, nhưng mà con thẻ đấy vẫn là thẻ kia, nhưng mà lại chi xét lại luôn để trả máy em. Thì cái chuyên không phải là còn đấy là người đỡ bắt được vào hơn tôi của chúng qua tôi có qua thì có thể báo ra khoảng như này tôi có thể bất kỳ về chúng nó là còn nhiều thì một cái nó không chỉ một cùng anh chơi trò nghề vượt vượt sao đang cùng nhau lấy thời gian. Tôi không tự ngại mình nói về ông chủ của cô, tôi đối với cô rất gửi. Phong tiên sinh dùng vợ lên trường. Quả nhiên, Phong tư truyền rất để ý. Bạn người muốn làm bắt được. Nhánh Phong tư truyền vẫn nhìn tôi như cũ. Bàn tay cũng chẳng dãi nổi lại. Rời khỏi người, cô bác tử. Phải cách đó, đột nhiên cô bác tử. Đột nhiên vươn tay, nằm lấy tay anh ra. Em sẽ không chịu chối nữa đâu. Anh em làm việc ở dưới cùng nhé. Không cần phải check này nhỉ? Không cần phải check. Check thử hai con xem. Thank you.
Hãy
mắt nó không được tạp. Ok. Bác kia nó không tin chiếu cái nếp này nhỉ? Đâu, vậy ạ. Xem thiếu dối loạn đâu. Không, không phải đây rồi. Đâu, có bao nhiêu thông tin liền sai lấy rồi. Toàn em đi anh đã mong về ước anh ở lại sẽ cưới em đã và như vậy là các
Báo tình hình đi. Anh đang áp để anh áp. Anh đang áp. Lượt bay đến 5 giờ không được nữa thì làm cơn mới nhá. Đi xem máy làm cơn mới.
cào ấy nhờ nó xong việc phải nhớ lắm. Bao nhiêu không? 16. Em là dùng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Từ 13 đến 18. Thank you.
Mình đã thank you.
Cuốn tăng nào à? Tháo máy như nào à? Tăng nó là 6 lần. Là tương đối lần đi. Đây. Tăng nốt 2 con này thì làm được. Nốt 2 con này được. Hay em bên kia à? Anh chưa bị bắn rồi. Chưa bị bắn rồi. Là tương đối đi để tôi bắn.
Có nhiều cái áo đẹp hết rồi. Rất nhiều con anh em nốt ngâm nhưng mà chưa nốt tiền đâu đây nha. Thank you.
học tiếng. Ôi, chụp, anh tưởng em chụp mặt. Mimi chuyện chẳng hạn, hoặc là Mimi đọc chuyện, Mimi đọc chuyện, được không? Hoặc là Mi chuyện channel chẳng hạn. Nhanh hóa dũng sớm gì sẽ hay đúng không anh? Đúng rồi.
là chúng mới mua, chúng mới cho nên, chúng mới thằng mới luôn. Từ mấy con ạ? Ba con. Ba con này chưa làm. Thế sao có 5 con? Đấy. Chưa làm này. Tổng là 9 nhé. Bây giờ mình thôi bạn. Làm keo cho đời nó bớt nhèm nhèm. Cái này nhanh thêm nhanh thêm. Hả? Nhanh quá. Dùng sân. Em chín máy như này. Máy của em làm trước, lấy con trước rồi. Phim gì? Chiêu. Thấy bị nhẹ đẹp chút thuốc. Phim
Máy này qua đây. Máy cũng mua à? Máy như thanh thêm phần làm. Đưa máy đi trên máy đánh mình ra cái. Mất 5 giờ rồi, có kịp. Một tơ không biết. Được giờ thì sao? Muốn đập đi tập gym. Bỏ từ bỏ mơ nghe. Tôi vội làm, vẫn phải đi. Đi nhà đại ca nhỉ? Bên ra mồ hôi. Đi xong. Nó loát về. Loát trong lúc này. Xin một tí. Hả? Không. Nước nóng ạ. Nước nóng nó mới chín. Ngọt à? Kiểu nó sữa sữa ấy. Để tôi lên lấy nước nóng ở ngoài còn. Nước nóng ở ngoài ấy. À em Thắng này, đợt sau cứ mua cái loại Romano bạc này nó thơm. Loại bạc này nó thơm. Ô, có lọ nước rửa thức ở trong nhà vệ sinh 2 năm đâu. Sao em bận thì anh em tiền thì... Ừ, banh tiền là được. Nhờ anh ạ. Việc anh có đi tập đâu mấy hôm đấy có... Mấy hôm đấy có đi tập là làm mệt xong lên phòng ngủ ấy chứ. Đấy. Nhưng mà em cầm quý mà. Thì anh nếu mà anh đi tập gym thì anh đi mua luôn, nhưng mà anh làm sao anh mệt anh đi ngủ. Ai cho anh đi ngủ? Chẳng hạn anh được đi. Mua bán. Mua bán. À, đại ca nhắn lâu chưa? Anh vừa mới xem tin nhắn này.
Non succede. Leo sì, Leo. Em con. Em Leo sì, Leo có lời chưa? Leo sì, Leo là cái gì? Anh với Tùy với đại ca Leo sì, Leo. Leo sì, Leo nhau á? Leo sì, Leo. Bên kia em có một yêu này, em sẽ biết. Anh ngồi ạ. Thì anh bảo gì, nhưng mà giờ mà thấy ca mà có người yêu, có người yêu đã ở chung chắc là một tháng đầu. Tháng đầu nếu liên tục. Ngày đều đều. Đàn scope mà. Hả? Còn à? Tiện mà nhiều lúc kiểu mình mua mình tôi đói mình nên mình pha. Anh có béo không ạ? Có bạn. Nó anh mua để tăng cân mà anh. Nhà anh đang béo lắm đâu anh chưa gầy. Sao anh cũng tự ti đấy? Tôi mua sáng chắc cũng mình nhiều. Một tháng đầu đến ngày thì phải 5 cây. Ngày 30 ngày sáng chiều chiều tối. Ủa để uống một tuần hết à? Vài ngày. Tôi một ngày 4 gói, buổi tối uống sữa tươi. Mà sữa tươi hết. Đi mua bằng sữa béo. Bạn mua tôi một gói nhé. Khói này em? Ừ, hôm nào đi được không? Anh chị sẽ sống cho. Uống được không? Uống thì đường ra thì nó béo. Béo cần gì? Béo khỏe, béo tốt. Mình muốn ghét thật. Một gói đến vợ là một gói đến vợ nhỉ? Nhiều phết đấy. Hai mươi ạ, phải hơn chứ. Một ngày 4 gói của anh mà anh pha được mấy ngày. Sao vậy? Đánh người rồi đâu được cái gì. Cố hẹn một cái. Nhẹ cái gì á? Cần hẹn nó nhìn ra. Tao không được vũ một người mình mạnh mẽ hơn. Nhưng mà anh tìm cho mặt em. Mặt giá. Đợt trước mua mấy đợt mua cái ở bên 80 hay mua gạo lứt ấy. Mà cái màu nó kiểu đen đen nhìn hơi bẩn bẩn thôi. Thò. Ừ thì thế sao anh hôm anh lên Facebook anh thấy hội kia bảo là gạo lứt ăn giảm cân sao thôi. Giảm để làm cái gì? Sau đó anh không mua nữa. Ăn giảm ăn nhiều mấy lắm mà. Bạn máy tí em bất bạn xuống cây sắp đây. Nhìn từ đầu đâu. Nhìn từ ngoài đẹp. Nhìn đi ra món nước như thế này mà mình cứ hay bỏ bỏ. Nói là một câu chuyện nói, còn nếu mà vào gặp thì vẫn chơi, thằng nào cũng chơi hết. Tôi nghĩ tôi sẽ dạy như thế. Mẹ Phúc còn hơn cả Phúc, mẹ người cháu. Hầu như thằng nào cũng hết.
em quân nó còn hút vội này, này còn cho vào trong mà cho vào ngoài đấy là hôm cho ra ngoài mà sản phẩm không sử dụng chất phần màu, chất tạo màu và chất tạo màu. Bao nhiêu gói nó ghi? Em biết rồi. Nó có ghi mà. Chưa có ghi thì nhớ ghi. À, 20 gói. 20 rồi. 20 gói là 2 gói một ngày là được. 10 ngày. Em muốn gọi. Đây còn tay nào không? Đéo chỉ đơ đấy. Nói mình cách chị ấy không muốn nên thì đi cho đây. Cho anh to à nhỉ? Mười một Pro Max. Chín sáu giờ kiếm được xong rồi. Đừng chỉ cái này nữa. Căng căng căng. Sớm sáng rồi. Muốn một chờ nữa. It's me. Wow. Em chưa nói con 18 rồi. Hả? Con 18. Con 18 mà. Cái con rùa đấy đảm bảo là hút sướng bởi vì nó béo ấy. Mua này nhưng mà khắm thì chịu. Con vừa nãy cũng đấy là thơm đấy, nhưng mà con vừa nãy thì nó thế cũng khắm thì là nhưng con rùa là chắc chắn thơm rồi. Nhìn nhỉ, nhìn kiểu rất thơm. Thôi thì anh ra thì cái xong cái anh bảo cô là cứ em trực tiếp đi bỏ những cái cho cô người nhận luôn thì anh đang tìm được cái tự cài của anh nhiều cho trực tiếp nghe hai ba bốn năm sáu em lấy con hai rồi. Không, bên từ 13 rồi. Anh tiện kết nối với con 13 rồi. Rồi đấy.
Murat, Murat, Manut, Manut. Sao có tờ bông? Hả? Giờ đây vẫn bị tờ bạc. Vẫn đi rồi là. Tập chứ. Uống bạn nhé. Uống đi, uống đi. Bà đến anh đang bảo bà ấy. Ôi trời, con mẹ nhầm mẹ rồi. Bảo ai để lộ. Có mấy cái nồi. Cúm. Địt bắt ở chỗ này à. Theo ánh trăng ta quay chẳng mừng trên trời cao nào thôi. Hôm nay Facebook nó làm quần lật khe kiểu đẹp đấy, kiểu này nhìn đẹp đấy. Có quá. Thử luôn, có quay thử không? Chụp ra đây quay. Chụp ra quay luôn. Thử luôn, quay luôn. Chụp ra quay luôn. Có đấy. Có gì nữa không? Màu đấy để nhìn được đấy. Nhưng mà tôi không thích kiểu ống bó bó đấy. Tôi không quen mặt. Hả? Quẩn nó mâu như thế. Bình thường. Bình thường xem nào. Rộng rộng tí nữa. Bạn còn muốn bó kiểu giống như con gái nữa à? Mẹ kiểu này tôi còn chê bó quá đấy. Dài quá. Đúng. Đây là phải cắt bớt ống nhỏ. Vai trưởng mặc kiểu đấy rồi còn ơi, mặc giống như con gái phải bó sát. Bó hết rồi. Đấy, đấy rồi.
Tôi thì thấy ok, nếu mà group A của tôi. Chứ tôi không thích kiểu bó sát quá. Thôi thì máy hay là thôi chưa? Điểm nhét được chim này. Rồi. Được rồi, còn đòi bó gì nữa? Dài gì nữa? Rộng quá, không phải được mông. Rộng thì nó đấy là được rồi. Mặc bó sát giống như quần tất con gái nhỉ? Hả? Tôi biết quần là bao nhiêu? 500 mấy cho sở chất. Quần rán. Tầm 6-7 lít gì đấy. 199k. Để tôi cho bạn Facebook của nó nhé. Nó chuyên bán hàng hãng. Nhưng mà bình thường người ta mà vào ấy bán là phải tầm 6-7 lít đấy. Trước luôn có một cái quần kiểu vải kiểu đấy luôn, đương nhiên cái này là không biết của Thanh cầm được chưa, máy này máy ai đấy, chắc là thêm máy để cho máy thêm máy của em mấy máy, em 9 máy không bao giờ máy của tôi đây hai cái bao này rưỡi rưỡi bao để dùng nhiều cầm cắt được giấu đi. Cái này là ấy thêm đúng không? Ai biết được. Thế để ở đây. Thì mỗi người thêm một hai máy mà. Rồi có bán tất từ quần áo rồi ấy Facebook vào không? Vào. Tấn đồ. Tạm. Tôi hiểu sao. Yêu tạo được anh ra luôn này. Nó no, 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 cùng anh gì ạ? Bước đây thì cái ngày khá mình chọn đúng anh. Nó, anh cái đấy anh phải xem lại đi, reset lại cái tầng 1 đi. Ok. Không đầy đủ IP, không thì đền lại. Ui. Cái đấy em không bị, vẫn em vừa bị đây. Em bảo là anh này không vừa được IP đấy. Không được cùng ngày cùng với anh qua. Xin tàu anh nè. Bật cho tôi thêm 4.0.0. Từ đấy đi. Máy tôi không được, lúc sáng tôi thử test ở đây. Lấy tiếp đi, lấy được, hiểu gì mà không được. Thôi cứ lấy đi, tôi làm xong tơn này, xong hết tơn này rồi lấy cái khác được. Tôi mất chuẩn nhỉ. Anh quyết tâm thay chồng đi đánh giặc. Có thể mới không?
thì ô xong máy này không phát này. Phần anh Dũng ơi. Ừ. Đủ lần thương bắt hội công người ta với tiếng ai vang cả sòng sông rồi sống chân xuyên. Con 13, con 14 mất rồi đấy. Em dùng con 14 không? Có, con 14 là xem phim. Nhưng mà em cứ bắt bắt đi. Để em biết em biết đến gì. Phun của sao là một lời một phun. À, đúng không? Con người 14 năm chuẩn bị cài thôi. Con 13 bắt rồi đúng không anh? 13, 14 có bao trong muôn ánh sao vàng cờ tung bay xuống lấy từng hai bên mà đi quanh đồng ôi vững tin đã bao lâu rồi ô ăn nữa đi em những bài tình ca sao nó chưa được cái lúc này.
Đang quên nhớ đã bao lâu rồi. Đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn nắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi. Ở đêm sao vẫn mãi đêm dài. Đêm dài thì mẹ có tiền thôi, nó một câu, có một câu thôi. Bạn có vẻ mệt mỏi. Bạn ơi, chiều nay tôi rất là mệt mỏi. Đây, đưa anh trong ở đây 500k rồi đấy. Tỷ ca luôn, 500k nó sẵn rẻ. 698, chưa nhảy, nãy tôi bấm. Đưa anh chắc 200, chắc khoảng 400 nhỉ. Sáng tôi check ở hơn 300 rồi, gần 350. Cũng phải chơi trò đá đi. Thêu đi. Bạn có ấy thì bạn không đi xét thì bạn ấy cho tôi nhé. Kẻ tôi phan. Làm gì? Chết tên của tôi phan, tôi có 6 con. Tên của phan 7 con. Em 9 con đây này. Chết thể hả? Ừ. Tôi có bắn rồi, tôi ngông cả chiều rồi. Ừ, bắn rồi. Mấy đồ bắn nó à? Bắn? Bắn vẫn bán được không Quân? Dạ. Vẫn bán được không? Nó nghỉ chiều rồi. Nó chết. Đấy. Đây như này đây. Nhưng mà tầm này theo thiêu các kiểu đầy đây đây. Em nghĩ là em không có thời gian bắn thôi. Em đi đâu? Em đang 19 con máy. Cái gì? Chắc gì anh đã bắn được mà. Làm gì? Bất sự lực giống mấy các em đuổi bắn rồi bán ra như bất lực à? Chín con là bỏ mấy con cũ rồi. Con cũ tôi chích mạnh ở đây thôi đi ăn rồi cắt tắt Xuân muốn đi lắm mà mấy ngày không đi rồi. Mỗi tháng được 4 triệu. Quân rớt nước mắt. Hai con, hai ngày được nhìn, xót hết ruột. Đồ mà. Đang bắn mà thôi, lăn đúng chết. Ai làm gì cho mà chết. Tiền đó mẹ, alo, con này còn chưa reset mấy dòng. Tiền lừa thì con gì, anh nào đi lấy cái này, anh chụp con. Cái gì mà cây bị thường thì còn bị thường bao nhiêu lần rồi. Cứ đi mà cây. Bình thường thôi. Mà nghe sao béo mà lại bị mũi ép nhảy ra camera thế này ảo à. Ai bị à? Nó bị nhảy ra. Hôm qua nó có nhảy ra cả cái qua đo mà. Ôi. Bình thường thôi. Con này loát đéo được luôn đấy, để vào thoát. Hay cần lâu không? Nó cần mạng mà. Có mạng đi. Đấy là bình thường đây.
vẫn bình thường đúng không? Em thấy vẫn bình thường. Không có bình thường. Anh thấy hát bình thường mà thấy không bình thường đó. Em ơi đừng phốt. Bắt đầu. Lý hết tên rồi. Hết tên rồi. Lấy tên trong thẻ. Cho nó dài, tên trong thẻ dài đấy. Ừ, dài đến lúc này nó, con nó bắt nhập lại cái tên á. Nó bắt nhập lại lúc nào? Có những con bắt nhập vào nơi nó không gợi ý đâu. Các thẻ xong nó bắt nhập lại. Anh nhập mail hả? Nhập mail thì nhập vừa. Nhập cái tài khoản của iCloud. Hiểu không? Là lúc add xong nha, nó bắt mình phải đăng nhập lại cái iCloud của mình. Thế á? Đấy là bạn chưa đọc thôi. Mấy con như là mấy con đấy là chưa nâng cấp bên iCloud lên iOS 16. Chưa chưa bật cái đồng bộ lên thì nó để bắt nhập lại. Cái đồng bộ đấy là dành cho cái đoạn mà vào app đấy thôi chứ không, còn không ngoài cái luôn, kia cho tất cả luôn. Cho đồng bộ ở chỗ nào đây anh? Nó lưu kiểu lưu cái này là lưu ai cao này, nhưng mà làm gì có chuyện đấy. Ngành cửa nói em chụp máy phone 4 năm nay kiểu 4 năm nay tao còn không biết. Anh ấy, mà. Anh ấy hiểu cái thẻ của người đến mức không cần tắt nguồn, hiểu không? 4 năm rồi. Bắt cái máy lì lâu. Ê! Người đã ăn, tông quên đi. Ăn lên một trẻ cũ rồi. Nó qua brand app không phải xuống cửa mấy phát thịt mẹ ăn rồi luôn, ăn gì ăn xin luôn, chơi phát quả con tắt cả 6 máy thì hình như là áp thẻ ăn nhau cái gì. Bây giờ em bắn trên cô lốc cũng trích được vào cũng mẹ thoát cái ai cả lâu mà mẹ xoay tiếp thì lì chắc con này không ấy đâu không ấy. Quay hộp giờ mới đến, phát 2 cửa lâu á. Nhiều lúc này. Làm phát 2 máy rồi ạ? Làm. Làm từng máy 1 á? Không, làm 2 máy trước rồi. Em đến bước mấy đây đại ca? Tạo anh cái lâu đúng không? Ờ anh cũng đang đợi máy bật lên là anh tạo. Em không nghĩ ra tên gì thì vào cái thẻ đầu 6 ấy, sau nhấp nhấp vào có những cái tên ngắn ngắn. Em lên ở gian bên này. Sau bịa là gian bên web này. Hay tất cả tên như các tên trong tướng liên quân có ai lần nó vào đấy hết rồi. Phần gì rồi chứ mấy cái tên danh con này đúng không ạ? Đúng thôi, con này nét để chật chỗ. Phải không ạ? Xong để sang bên thì anh cũng việc làm cho dễ. Thử thách bạn chân. Chơi tiếng chơi gì nào? Chơi tiếng Thái. 003. Có nhận. Bình thường đi mà nghe sao vẫn giống như vậy. Mà nghe em không bình thường. Đừng kiểm tra lại con mạng này có anh hình nói gì thì nó mất lại.
Ok, vẫn vào ok mà. Sao nhỉ? 100 gầm con tắc. Một con át thể xong. 5 gầm con tắc. Ôi, lại còn tặng anh là fail này nữa thì đúng là tỉnh cao rồi. Mày cứt. Mày đùa tao à? Sao đi anh? Tay được hết à? Mày lìn. Nhớ bán cho anh đâu đi. Con này đi la. Em phụ phàng đi. Em cài khủng. Thấy mẹ luôn nên ngồi anh bắn. Đây cái này. Kiểu hôm qua anh lú ấy. Là anh cái đoạn mày que, chết que. Là anh có cái máy này, sao tự nhiên anh sang máy bên anh cứ dí dí bếp bếp mình phải ảo đéo gì, tự nhiên mình lại cầm mà vãi luôn, sao đéo được nhở, mình cứ sang dí dí cóp bên này, sao đưa sang lại sang máy bên này, bếp bên này ảo. Trong tay anh chỉ cầm con đó qua. Ui. Đây. Ăn xấu quá. Tắt đèn đi, trở lại tâm trí đây. Miêu 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 miêu. Ôi, đây không được tập viên luôn à. Thầy không đi à thầy? Mèo 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 mèo. Đêm đêm một con chân bước. Đi đâu nhá? Tôi không trả lời. Đúng không? Nhiều nó khóc ra đấy, kêu. Cuối cùng công việc cũng phải cản tắt đèn đi, trả lời tâm trí em đây. Mặt ở căn hộ đó, em được có mạnh hoặc có ba
có cái mùng què à. Bốn bảy ba chín. Tôi có mua một hộp cà phê đấy bạn, cà phê. Cà phê nó tim đập nhanh. 473. Nhìn tay anh chị cầm một bó hoa, nhìn thấy nhà mặt em cũng sẽ cầm một bó hoa. Ôi dồi ôi, em ơi là em ơi. Ôi mặt ơi là mặt ơi. Cái con mịn này mày, cái con số 3 này. Mẹ làm từ đến lúc bố mày hát thẻ, đến lúc bố mày đi làm các thứ các kiểu. Mẹ này mày bị kéo mà cả trường bố mày kéo mà mình. Con mịn này mày. Như bắn rap nhỏ. Mẹ nào cũng được rồi đi hoài. Từ lúc trong tầng nó làm, cứ cứ yếu của nó đúng không? Bẩn tay đang quan trọng em ở lại. Anh cay đắng sao người vẫn quay mặt. Đêm anh nhớ từng ngày không không cho quên đi. Năm hơi rồi đâu. Đau khổ quá mà. Và nếu có một điều yêu, anh ước mong anh không chờ ta về. Bạn Đông ơi, bạn làm gì đây? Hả? Bạn làm gì cái cửa đây? Đông, hắn ra. À, hắn ra. Vâng, tôi xin hơi có để tao lấy lại tinh thần. Hết rồi đấy mẹ. Hết rồi, lấy lại tinh thần. Một hơi là thì hết rồi. Mới hút hơn. Mẹ sao phải tệ thế, xoay mỏi thế. Tệ cái bọn mày toàn hút. Không còn một giọt dùi là vẫn hút, sợ rồi. Không còn một giọt dùi là hết hết rồi cả. Không có đéo hút. Nếu mà không có dùi thì lên tầng xin. Ta phải hút đâu. Thật hút. Thật hút. Bấm một tao hút thì tập chết luôn mẹ ơi. Miêu 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 miêu. Thì mày phê luôn. Phê à? Ừ. Ê, dừng lại đi bạn ơi, trong phần phê mình phải dừng lại, mình góc nghĩ. Cô bấm. Trên tay anh chỉ cầm con đó hoa. Trước đến nhà em, anh chỉ dám nhìn vào ngó qua. Con này còn tăng gần. Tao xin mày thôi ở ngoài cản cho tôi hoài. Sao con được cái lông bắn nào? Tôi bắn được 4 con. Đây, bắn được 1 con, 1 con này, con này con tắt lại rồi. Đây là bắn được. Hiện tại thì bắn được 1 con thôi. 2 con bịt lại, 1 con tắt. Con đang đại lại. Tôi biết được anh mấy rồi. Bốn máy được thẻ còn lại hơi thẻ rồi. Trên chị tốt, chị thêm chết rồi. Trên này. Thường đang ở bước nào rồi? À
anh đang cài máy. Dòng dòng 1350 bỏ được. An thẻ. Kéo lên trên để an thẻ không bắn được. Lúc này an không bắn được. General. Tôi bắn của bao ca đấy rồi. Tôi cắt được khoảng 3 ca. 6 con máy mà trong vẫn từ chưa bắn được 3 ca. Tôi mới đến rồi. Ý là không bắn được nữa đấy. Giờ còn à, con vẫn bắn được. Còn mấy con này thì tay thì tôi tăng cái này. Phun rồi. Mới làm lần rồi, phun rồi. Hai con thì con tắt chắc vẫn bắn được thôi. Dòng người vội vàng bước qua. Con này vẽ thì ngầu thế này thì bật không tắt màn hình mà tôi nó tắt gì chứ nhỉ. Chi bao tiền ạ? Hết 650 bảo hiểm 80%. Con này một con đá gọi đấy. Không bán. Một hai ba bán đi. Nó bị con tắc đấy, đâu anh cũng. Tắc còn tiêu. Oh, it's echoed.